Tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay, hồi 7 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão cơn bão số 6 ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc, 111,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 260 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 19 -100 giờ, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km. Đến 19 giờ ngày 10 tháng 11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc, 110 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-17-15-100 giờ, giật cấp 12. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km, đi vào đất liền các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 13,1 độ Vĩ Bắc, 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 40-50 giờ, giật cấp 8. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Do ảnh hưởng của bài hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía tây khu vực giữa biển Đông bao gồm vùng biển phía tây bắc quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 13. Sóng biển cao từ 5-7 mét, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Đường đi và vị trí của cơn bão số 6. Ảnh Google Việt Nam. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4-6 mét. Biển động rất mạnh. Từ chiều tối nay ngày 10 tháng 11, trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm nay ở Gia Lai, đắt gió giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1-5-2-5 mét.